trong cuộc sống hiện đại nhộn nhịp, dù bận rộn, nhưng mỗi khi đến Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch, nhiều người dân Việt Nam vẫn giữ nếp dâng cúng tổ tiên bằng những món ăn lạnh. Trong đó có một món bánh đặc biệt, đó là món bánh trôi, bánh chay. Đây không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là nét đẹp trong nghệ thuật ẩm thực. Bánh trôi là một món ăn gắn liền với rất nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Thứ quà dân dã ấy luôn ở sâu trong tiềm thức của mỗi người và là một kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ về. Với người có thời gian vào bếp thì tự tay nhào bột, viên bánh và nấu chín để cúng ông bà tổ tiên. Người bận rộn thì có thể mua ngoài chợ, siêu thị. Tuy nhiên, dù là tự làm hay mua sẵn, thì mỗi người đều có chung ước mong cả năm gia đình thuận hòa, an vui, mọi chuyện đều được suôn sẻ, trôi chảy. Để gìn giữ nét đẹp mà vẫn phù hợp với thị hiếu của những người tiêu dùng, chị Trần Thị Thanh Huyền ở thành phố Vĩnh Yên, người có niềm đam mê mãnh liệt với những chiếc bánh, đã không ngừng đổi mới cách làm bánh trôi. Và ngày hôm nay, chị Trần Thị Thanh Huyền sẽ giúp Phương Thúy làm ra những chiếc bánh trôi vô cùng thú vị, độc đáo. Chị ơi, ngày hôm nay đến đây thì em rất muốn tìm hiểu về cách làm cũng như là ý nghĩa của món bánh trôi trong ngày Tết Hàn Thực. Chị giúp em với nhé. Mọi năm thì nhà chị vẫn làm bánh trôi để dâng lễ vào ngày mùng 3 tháng 3. Nhưng mà năm nay thì chị có một vài thủ đặc biệt hơn. Có nghĩa mình sẽ tạo hình cho bánh để làm cho cái bánh nó phong phú hơn, lạ mắt hơn. Chị ơi, để làm được món bánh trôi hiện đại thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì ạ? Để làm được món bánh trôi này nhá, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị bột nếp. Em là chọn những cái loại bột nếp ngon nhất thì nó sẽ độ dẻo của nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì như bình thường, bánh trôi bình thường thì mọi người dùng nước, nhưng mà bánh mơ hiện đại này thì mình sẽ sử dụng sữa và một chút dầu ăn để làm cho cái bánh nó màu sắc nó đẹp hơn. Thì em có thể sử dụng các màu từ thiên nhiên như là từ thanh long đỏ này, lá nếp hoặc là hạt dành để tạo lên màu vàng cho bánh. Khi mà em đã có đủ các màu rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đến làm tạo hình bánh. Trước hết thì em sẽ chuẩn bị cho chị một cái đĩa, sau em sẽ bôi vào đây một chút dầu. Mục đích của mình bôi dầu vào đây là để làm cho cái bánh nó không dính vào với nhau, thì khi mà em luộc thì nó sẽ không bị vỡ. Khi mà em xong này, em sẽ úp cái này xuống. Đấy, là em sẽ có một cái lá sen rồi. Cái bánh này thì em chỉ cần đun sôi nước lên thôi. Sau em sẽ thả từ từ bánh vào. Bây giờ bánh của em nó bắt đầu nổi nhá. Em sẽ nhìn thấy chưa? Những cái nhỏ nó nổi trước thì lúc đấy mình sẽ tiến hành vớt những cái bánh nhỏ trước. Và nước dùng của em nhá, thì em sẽ cho lên một lượng nước vừa phải thôi. Và em sẽ cho vào đây một hai cái lá dứa. Về cái phần đường em sử dụng thì em sẽ làm sao để cho nó tùy thuộc vào cái khẩu vị của gia đình em. Ví dụ như em muốn ngọt nhiều thì em có thể tăng lượng đường lên, hoặc là muốn nhạt thì em giảm bớt lượng đường đi. Với sự giúp đỡ của chị Huyền thì đây chính là thành quả của Phương Thúy trong buổi sáng ngày hôm nay. Những chiếc bánh trôi rất là bắt mắt và cũng khá là dễ làm. Và chắc chắn đây sẽ là một món ăn vô cùng ý nghĩa để dâng lên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết Hàn Thực. Món bánh trôi, bánh chay không phải dùng để ăn no. Món bánh này ăn ngon nhất là khi nguội. Bởi vậy vào tiết trời tháng 3, thời tiết bắt đầu nóng lên, lựa chọn ăn bánh trôi, bánh chay lúc này là vô cùng hợp lý. Những chiếc bánh trôi được tạo hình trên những chiếc đĩa nhỏ chứa đựng nhiều ý nghĩa của cả người làm và người thưởng thức. Những viên bánh trắng tròn hay mang nhiều màu sắc bắt mắt với vị gạo nếp dẻo thơm, nhân đường ngọt lịm trong mâm cỗ cúng Tết Hàn Thực của người dân Việt Nam đều gói cả sự no đủ của đất trời, chính là thể hiện ước mong mọi sự cả năm được trôi chảy như tên gọi của món bánh.
và hạnh phúc của gia đình cũng tròn đầy như hình dáng của viên bánh.